Trong bối cảnh khó khăn về nhiều mặt, ngành dịch may Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ đô la Mỹ năm 2024 với những nỗ lực từ cải thiện quản lý đến điều hành cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ đô la trong năm 2024 của ngành dệt may Việt Nam tăng khoảng 4 tỷ đô la so với năm 2023. Ngoài những nỗ lực từ phía các doanh nghiệp, ngành dệt may năm 2024 có thể tận dụng những ưu thế so với các quốc gia cạnh tranh khác. Đơn cử như Việt Nam là quốc gia duy nhất ký kết FTA với tất cả các đối tác kinh tế lớn trên toàn cầu như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Nga, EU. Đặc biệt chiến lược phát triển ngành dệt may và gia dày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 được chính phủ phê duyệt mới đây sẽ là nền móng thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sợi dệt nhuộm. Đó chính là những yếu tố thuận lợi tạo cơ hội cho ngành dệt may tận dụng ưu đãi từ các hiệp định trong phát triển lâu dài bền vững.